Xin chào quý vị và các bạn quan tâm đến kênh Nhất Chi Mai, dòng mai trắng của miền Bắc. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho các bác về cây mai để rũ rễ. Nhiều các bác hỏi rằng là cây mai thì rũ rễ rồi hay là nên trồng bầu để nó sống nó tốt nhất. Thì thưa các bạn ấy, là cây mai thì chúng ta có thể rũ rễ, và để tạo ra một cái phương pháp cái cây mà rũ rễ như thế này thì lát nữa mình sẽ nói với các bạn này. Đây, một cái bầu chúng tôi đánh là 25-30 cm, thì cách rũ rễ như sau. Vì chúng tôi làm số lượng nhiều ấy, thì các bác ở xa thì rũ rễ như sau các bạn này. Đấy, tôi sẽ nói về lý do tại sao làm rũ rễ như thế này. Để làm rũ rễ như thế này thì đầu tiên các bạn chọn cái nền đất. Đất đấy ưu tiên các bạn làm đất cát pha. Thì khi mà rũ nó rất là nhanh và đơn giản, đá nhẹ cái nó bung ra. Đây là tỷ lệ đất thịt khoảng chiếm khoảng 60%, cho nên là nó cũng hạn chế. Đây, một bệ rễ rất đẹp. Đây, bệ rễ đây. Lý do rũ rễ là thứ nhất là người có kinh nghiệm hoặc là không cần kinh nghiệm cũng được, rũ rễ để nó tạo cái chân bệ này này, làm cái chân bệ nó đẹp hơn. Cái thứ hai là các bạn ở xa, nếu mà chuyển cái này bạn mất 3 kg cân nặng. Nhưng mà bạn hiểu rằng cái cây mùa này ý, thì 100% về người ta rũ rễ, thì bạn sẽ giảm được rất nhiều các cái cước vận chuyển từ phía các bạn hoặc là cái người chúng tôi cung cấp. Đấy, thì về ý, thì các bạn vẫn phải mất thời gian bạn thu giật lại cho vào bầu hoặc là trồng ra đất. Đấy, thì rũ như thế này nó tiện cho cả hai bên. Thì đây là tôi làm ví dụ cho các quý vị. Thì trả lời các bạn là tại sao phải rũ rễ này, và rũ rễ này nó có tác dụng gì, và mục đích của việc rũ rễ nó như thế nào. Thì rũ rễ là nhiều bản chất của nó là tạo các cái rễ, các cái đường rễ tự nhiên. Thế thì cắt giật thì là người ta sẽ cắt giật. Đây, mình đưa kéo mình cắt ví dụ cho các bạn nhé. Để cắt một cái giật như thế này thì người ta sẽ cắt như này, cắt sâu như này, đấy, cắt sâu như này để cho cái hệ thống nó dễ nó côn lại. Có những người ta tạo thành cái rễ dài thì mình sẽ làm cái clip sau để cách phương pháp làm tạo rễ dài làm riêng. Đấy, nhưng mà để cắt như này là tạo thành cái chân đệ thu ngắn nhất có thể, sau một năm lại xòe rộng ra. Đấy. Nhá. Đấy, rũ là đơn giản. Thế thì vài câu hỏi của các bác là cái cây này thì trồng đất nào phù hợp? Ưu tiên các bác là trồng đất cát pha, nhanh lớn lắm. Đất thịt thì rũ rễ nó sẽ khó hơn, và rễ nó mọc sẽ ít rễ hơn. Đất cát pha đã thử nghiệm rất tốt. Và các bác ở vùng đồi ấy, thì đều có thể trồng được cây này nhé. Rễ nó vẫn phát triển mạnh. Đấy. Xin cảm ơn các bác. Bác nào quan tâm đến Nhất Chi Mai liên lạc với chúng tôi.